3 điều bất khả xâm phạm ở Việt Nam. Cách đây vài năm, một giáo viên tiếng Anh người Mỹ đã ví von xúc phạm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngay lập tức đã tạo nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng. Trong cơn tức giận dâng cao, ông biện hộ rằng, ở Mỹ chúng tôi vẫn so sánh như vậy, ngay cả Washington cũng không ngoại lệ. Ngay lập tức toàn thể người dân Việt Nam đồng thanh. Ở Mỹ các ông ví ai chúng tôi không quan tâm, nhưng ở Việt Nam thì khác, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là bất khả xâm phạm. Không lâu sau, người thanh niên đó đã bị công an phạt hành chính, và giờ đây, danh tiếng của anh ta gây dựng bao nhiêu năm ở Việt Nam phút chốc tan thành mây khói. Đây là một ví dụ. Ai cũng biết Bayer của Đức là hãng dược phẩm và công nghệ lớn, cũng có chút tiếng tăm ở Việt Nam. Nhưng trước đó không lâu, Tổng Giám đốc Bayer Việt Nam, người Malaysia gốc Hoa gửi văn bản về COVID-19 kèm theo bản đồ có đường lưỡi bò phi pháp. Dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ nhưng cũng gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng, mọi người dân Việt Nam đều kịch liệt lên án vị Tổng Giám đốc này. Sở Thông tin và Truyền thông cũng lập tức triệu tập xử phạt. Không chỉ Bayer, ngay cả New Balance, Facebook phát quảng cáo trái phép cũng bị cư dân mạng Việt Nam tẩy chay. Phản đối cho đến khi bị gỡ bỏ. Người Việt Nam quyết không nhượng bộ dù chỉ một phần nhỏ lãnh thổ của họ bị xâm phạm. Đây là một ví dụ nữa. Hay như vừa rồi, nhiều người lên án một nhóm học sinh vẽ ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, học sinh cấp 3 lấy rẻ lau bảng, vẽ mặt quỷ rồi treo vào đúng chỗ treo ảnh Bác Hồ. Sự việc đã tạo nên làn sóng phẫn nộ rất lớn. Thậm chí còn phẫn nộ khi hành vi sai trái chưa được xử lý thích đáng. Đây là một bãi rác và vẫn có một số người đi vào. Nhiều người thường lấy cái gọi là tự do ngôn luận, tự do như Tây, để che đậy cho những hành động thiếu ý thức của mình. Chẳng hạn như hôm nay, ai cũng phẫn nộ khi một quán bar có nhân viên hóa trang thành bác, mặc áo kaki, đi dép lê nhảy cùng DJ trong tiếng nhạc, liên tục nhại lại những câu nói bất hủ. Bác Hồ sáng 2/9 khi Bác Hồ tuyên bố thành lập nước, tôi nói rõ chưa các đồng chí. Dù nhiều người sẽ cho rằng đó chỉ là thú vui nhất thời, là học theo Tây tự do, nhưng những hành động như vậy cũng không đủ khiến cộng đồng mạng tha thứ. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được nhân dân Việt Nam vô cùng kính trọng và thậm chí chỉ chơi với người cũng không được phép. Hiện nay có một bộ phận bạn trẻ cho rằng cái gì cũng có thể trở thành meme. Họ cho rằng, ở các nước phương Tây, meme là chuyện bình thường, lãnh đạo hay lãnh đạo đều có thể làm meme. Chính suy nghĩ sai lầm đó đã khiến nhiều bạn trẻ quên đi cội nguồn, quê hương. Bất chấp cả đạo lý, chỉ để chơi cho vui. Hãy nhìn sang tỉnh Nghệ An, huyện Thanh Chương, những ngày vừa qua lũ lụt tràn vào nhà, người dân không chạy đi đâu mà khiêng ngay tượng Bác lên chỗ cao. Người ta còn nói, mang tượng Bác cất tủ lạnh đi, nó ướt. Hôm nay, cần phải nhắc lại với họ, trên đất nước này có 3 điều bất khả xâm phạm, đó là chủ quyền quốc gia, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hãy luôn ghi nhớ.